Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 26 tháng 3 đã diễn ra hội nghị giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. Quý 1 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, trong đó chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, làm tốt công tác xử lý các vấn đề nổi cộm, các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, kịp thời phát hiện, xác minh, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các tà đạo, đạo lạ có hành vi vi phạm pháp luật. Trong quý 1, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng như kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, tập trung vào nội dung, tăng cường phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng sâu, vùng xa, làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các loại án đảm bảo đúng pháp luật. Nội dung chi tiết hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp cũng như kết luận của đồng chí quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự tối nay. Còn sau đây là những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 26 tháng 3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với thanh niên tỉnh Hà Giang năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ, đối thoại với các thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm và là sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đối với lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Hà Giang, ra mắt vườn ươm khởi nghiệp tỉnh Hà Giang cùng nhiều hoạt động, chương trình, đề án ý nghĩa thiết thực khác. Chủ đề đối thoại năm nay là thanh niên Hà Giang tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thông qua đó, nhằm lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và khát vọng vươn lên của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, là diễn đàn để các thanh niên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, hiến kế, đề xuất những giải pháp thiết thực cho lãnh đạo tỉnh để từ đó cấp ủy chính quyền tỉnh và các cấp ngành chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Ý kiến của đoàn viên thanh niên cũng như trao đổi định hướng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại hội nghị đối thoại sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết trong chương trình thời sự tối nay. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 3, huyện đoàn Bắc Quang đã tổ chức hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 và tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Đây là nội dung thuộc tiểu dự án 3, dự án 5 phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn huyện Bắc Quang hiện có 116 mô hình khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, trong đó doanh nghiệp 2 mô hình, hợp tác xã 6 mô hình, tổ hợp tác 2 mô hình, cá nhân 106 mô hình, có 7 mô hình có doanh thu từ 500 triệu đồng một năm trở lên và có 54 mô hình đạt doanh thu từ 100 triệu đồng một năm. Thông qua hội thảo nhằm tập trung nghiên cứu xây dựng đề xuất những ý tưởng khởi nghiệp ở các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển các sản phẩm trong làng nghề truyền thống, công nghệ phần mềm và sáng tạo nội dung, đồng thời nêu giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp, xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và những chính sách phù hợp với từng đối tượng khởi nghiệp, kết nối và hình thành mạng lưới các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp,
quan tâm xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, kết nối thị trường, giúp tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, thời gian qua, huyện đoàn và các tổ chức cơ sở đoàn huyện Bắc Mê đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, qua đó tập trung vào các công trình, phần việc, hoạt động hướng về cơ sở, đảm bảo an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hỗ trợ làm nhà ở và tuyên truyền thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong tháng thanh niên năm 2024, huyện đoàn và các tổ chức cơ sở đoàn toàn huyện Bắc Mê đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Tiêu biểu như phối hợp thăm và tặng quà 10 suất quà cho các hộ nghèo khó khăn tại xã Lạc Nông trị giá 5 triệu đồng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 lượt người dân tại xã Lạc Nông trị giá 6 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo và gia đình chính sách được 18 suất quà trị giá 12 triệu đồng. Ngoài cái việc mà kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ cho bà con về nhu cầu thiết yếu hàng ngày, thì đối vai trò của tổ chức đoàn cũng đã đến từng các hộ gia đình để hỗ trợ người dân sắp xếp lại nhà cửa, hướng dẫn cho bà con về cái công tác dọn dẹp vệ sinh cũng như ăn ở sạch sẽ để đảm bảo trong cái thực hiện cái việc mà theo nghị quyết 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, đoàn thanh niên các cấp huyện Bắc Mê còn tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như thu gom, phân loại rác thải, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường gắn với ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh, chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày chủ nhật xanh với hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành. Bản thân cháu là một sinh viên bước ra từ trường đoàn nên là cháu thấy các hoạt động của đoàn rất là có cơ hội cho mình để phát triển bản thân sau này và có những cống hiến nhất định về sau. Thông qua các hoạt động mà chúng tôi tổ chức như là tham gia các ngày công lao động, hỗ trợ các em thiếu nhi trong học tập cũng như là rèn luyện và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại địa phương cũng hướng đến để các bạn đoàn viên thanh niên có thể phấn đấu. Bên cạnh đó, huyện đoàn Bắc Mê cũng tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn toàn huyện thực hiện tốt các phong trào như tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng thanh niên trong học tập khởi nghiệp và lập nghiệp cùng nhiều chương trình hoạt động trọng tâm thiết thực khác, qua đó lập thành tích chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 61 năm phong trào nghìn việc tốt và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên và Đại hội Cháu ngoan Bắc Hồ nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 26 tháng 3, huyện Xí Mần tổ chức phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021-2030 và tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người năm 2024. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe, muốn giữ gìn sức khỏe thì nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát động phong trào thể dục thể thao rộng khắp. Trong những năm qua, huyện Xí Mần đã triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch đi đôi với việc tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn huyện đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, phong trào rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao đã và đang trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng rãi, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021-2030 và tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người là hoạt động thiết thực chào mừng 78 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Xí Mần. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Xí Mần đã không ngừng được tăng cường. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần tạo bộ mặt trung tâm các xã, thị trấn ngày càng thêm khang trang. Chuẩn bị xây nhà mới, anh Hoàng Văn Khắc ở thôn Cốc Bài, thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần đã nhận thức được việc cần phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Do đó, anh Khắc đã đến trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện để hoàn thiện giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan trước khi khởi công xây dựng nhà. Cán bộ đây trên thị trấn cũng tạo điều kiện giúp đỡ thôi, được cái giấy phép tôi xây dựng để trả
tránh trường hợp là trái pháp luật. Là trung tâm kinh tế xã hội của huyện Xín Mần, thời gian qua trên cơ sở các quy hoạch được phê duyệt, cấp ủy chính quyền thị trấn Cốc Bài đã tăng cường quản lý quy hoạch đất đai, đảm bảo đúng quy định, các mốc giới, ranh giới, phạm vi quy hoạch không bị lấn chiếm, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý trật tự xây dựng, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm. Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch là đối thoại với người dân, là những vấn đề gì khó khăn xảy ra trên địa bàn, thì qua tiếp xúc cử tri cũng như đối thoại thì chúng tôi đều giải quyết dứt điểm và giải thích rõ cho người dân, đều là thực hiện giải quyết dứt điểm luôn tại chỗ, chứ không để tránh tình trạng dây dưa lâu dài, thì cơ bản là được người dân đồng tình ủng hộ. Nhằm từng bước chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, huyện Xín Mần đã và đang tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền vận động đến phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Qua công tác kiểm tra thì thứ nhất là chúng tôi kịp thời hướng dẫn bà con là điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đúng cái quy định. Cái thứ hai là qua công tác kiểm tra thì nếu mà có những cái vi phạm qua phát hiện thấy thì chúng tôi cũng kịp thời yêu cầu chủ hộ gia đình là ngừng cái hành vi vi phạm. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp huyện Xín Mần trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của nhà nước về không xây dựng công trình không phép, trái phép của người dân sẽ góp phần quan trọng tạo không gian thuận lợi để phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhằm thực hiện đột phá trong xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm nhằm tạo trục liên kết giữa các vùng kinh tế của tỉnh với các tỉnh bạn, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công đã được triển khai quyết liệt. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 77 km với tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu thi công đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trên toàn tuyến cao tốc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các phần việc theo đúng tiến độ cam kết. Nhà thầu đã huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị và con người lên hiện trường và triển khai ngay, tranh thủ cái lúc thời tiết đang nắng ráo để đẩy nhanh cái công tác thi công đền và các cái công trình phụ trợ. Anh em quản lý dự án xuống hiện trường giám sát chặt chẽ, cũng như cùng đơn vị giám sát là sát sao tại hiện trường để giải quyết những vướng mắc về kỹ thuật, về các quy trình trong công việc được giao. Tại tiểu dự án 3 nâng cấp và cải tạo tuyến đường từ xã Sủng Trái đi huyện Mèo Vạc, nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn 307 đang tiến hành thi công giải thảm bê tông nhựa đạt 90% giá trị hợp đồng. Khi hoàn thành, cung đường Yên Minh, Mậu Duệ, Mèo Vạc sẽ trở thành cung đường đẹp và giúp người dân đi lại thuận tiện. Cũng rất phấn khởi là nhà thầu của công ty 307 và Đức Hà luôn luôn đảm bảo về cái tiến độ và đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng. Để thực hiện khâu đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương trên 5,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 68,4% so với tổng vốn, đầu tư cho 37 dự án giao thông. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho 473 công trình giao thông với tổng vốn trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Khi hạ tầng giao thông xong thì nó sẽ kết nối tất cả các cái lĩnh vực phát triển, đấy là cái nghị quyết 22 chúng ta đang thực hiện, mà đó chẳng là một trong những kỳ mà chúng ta tập trung và đột phá hạ tầng giao thông mà có lẽ rằng là mạnh nhất từ trước đến nay. Khẳng định rằng là khi đến năm 2024 chúng ta có thể khánh thành một số tuyến đường giao thông trọng điểm. Với việc đẩy nhanh thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh của các nhà thầu chủ đầu tư, các dự án sẽ góp phần cho Hà Giang hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế trong xu thế hội nhập và phát triển. Cuối bản tin là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, độ ẩm trung bình 85%.
khu vực vùng núi thấp nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, độ ẩm trung bình 87%. Những thông tin về thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.